Kinh Kosala thứ hai. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala từ một trận chiến trở về. Thắng trận, mục đích đã đạt được, rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến khu vườn. Vua đi xe cho đến chỗ không còn đi xe được nữa thì xuống xe đi bộ vào khu vườn. Lúc bấy giờ, một số đông tỳ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến, nói với các tỳ kheo: "Thưa các tôn giả, nay Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đang trú ở đâu? Thưa các tôn giả, chúng tôi muốn yết kiến Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác." "Tâu đại vương, kia là ngôi tịnh thất đang đóng cửa. Ngài hãy đi đến đó, khẽ khàng, chậm rãi, bước vào mái hiên, đằng hắng, rồi gõ nơi then cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại vương." Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến ngôi tịnh thất đang đóng cửa ấy, khẽ khàng, chậm rãi, bước vào mái hiên, đằng hắng, rồi gõ nơi then cửa, Thế Tôn mở cửa. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi vào tịnh thất, đầu cúi rạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay xoa bóp và tự xưng danh: "Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala." "Thưa đại vương, do đâu mà đại vương lại làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này?" "Bạch Thế Tôn, để bày tỏ lòng biết ơn, cảm kích của con đối với Thế Tôn mà con làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng thương kính đối với Thế Tôn." "Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã đem lại lợi lạc cho quần sanh, đem lại sự an lành cho đại chúng, là vị đã thiết lập thánh đạo cho mọi người, gồm hết những gì cao đẹp và thánh thiện nhất. Bạch Thế Tôn, vì thấy rằng Thế Tôn là vị đã đem lại lợi lạc cho quần sanh, đem lại sự an lành cho đại chúng, là vị đã thiết lập thánh đạo cho mọi người, gồm hết những gì cao đẹp và thánh thiện nhất. Bạch Thế Tôn, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc giới hạnh, thành tựu tăng thượng giới, thánh giới, thiện giới, viên mãn thiện giới. Bạch Thế Tôn, vì thấy rằng Thế Tôn là bậc giới hạnh, thành tựu tăng thượng giới, thánh giới, thiện giới, viên mãn thiện giới. Bạch Thế Tôn, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc thường sống ở rừng núi xa vắng, những chú xứ yên tĩnh không người. Bạch Thế Tôn, vì thấy rằng Thế Tôn là bậc thường sống ở rừng núi xa vắng, những chú xứ yên tĩnh không người. Bạch Thế Tôn, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị tri túc với bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì thấy rằng Thế Tôn là vị tri túc với bất cứ
vật dụng nào cúng dường như y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy để tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được nhận các lễ phẩm, vị đáng được nhận tặng phẩm, vị xứng đáng với các trai đàn, vị xứng đáng được chắp tay lễ bái, là phước điền vô thượng cho đời. Vì thấy rằng Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được nhận các lễ phẩm, vị đáng được nhận tặng phẩm, vị xứng đáng với các trai đàn, vị xứng đáng được chắp tay lễ bái, là phước điền vô thượng cho đời. Bạch Thế Tôn, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, đối với những đề tài đàm luận có nội dung hướng thượng, khai thị, gồm các nội dung dẫn đến sự thiểu dục, dẫn đến sự tri túc, dẫn đến hạnh viễn ly, dẫn đến sự độc cư, khích lệ sự tinh tấn, khích lệ giới hạnh, khích lệ thiền định, khích lệ tuệ quán, dẫn đến thánh trí giải thoát, dẫn đến giải thoát tri kiến, thì Thế Tôn luôn dễ dàng có được, không một chút khó khăn nào và không cần phải gắng sức. Vì thấy rằng, Bạch Thế Tôn, đối với những đề tài đàm luận có nội dung hướng thượng, khai thị, thì Thế Tôn luôn dễ dàng có được, không một chút khó khăn nào và không cần phải gắng sức. Bạch Thế Tôn, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn tầng thiền chứng thuộc Tăng Thượng Tâm, hiện tại lạc trú, Thế Tôn luôn dễ dàng có được, không một chút khó khăn nào và không cần phải gắng sức. Vì thấy rằng, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đối với bốn tầng thiền chứng thuộc Tăng Thượng Tâm, hiện tại lạc trú, Thế Tôn luôn dễ dàng có được, không một chút khó khăn nào và không cần phải gắng sức. Bạch Thế Tôn, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại được nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 100 đời, 1.000 đời, 100.000 đời. Nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành hoại kiếp. Ở tại nơi kia, có tên gọi như thế này, thuộc dòng dõi thế này, có hình dáng thế này, cách ẩm thực như thế này, khổ lạc buồn vui thế này, hạn định tuổi thọ thế này, chết từ chỗ đó, đi chỗ kia, tiếp tục có tên gọi như thế này, thuộc dòng dõi thế này, có hình dáng, màu da thế này, cách ẩm thực như thế này, khổ lạc buồn vui thế này, hạn định tuổi thọ thế này, từ chỗ kia, sanh lại chỗ ở bây giờ, nhớ lại nhiều đời, với các nét đại cương và chi tiết. Vì thấy rằng, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nhớ lại nhiều đời quá khứ như một đời, hai đời, nhớ lại nhiều đời sống với các nét đại cương và chi tiết. Bạch Thế Tôn, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, biết rõ chúng sanh, người hạ liệt,
kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn do từ bỏ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì thấy rằng, Bạch Thế Tôn do từ bỏ các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nên con đã làm những cử chỉ hạ mình quá mức như vậy và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc phải làm. Này Đại Vương, nay Đại Vương hãy tùy thời mà liệu việc. Rồi vua Pasena đi, nước Kosala, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên phải hướng về Ngài, rồi ra đi.